Ngày 30 tháng 8, Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm bản sáng vùng biên. Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng Yên Khương đã tổ chức khảo sát, đánh giá và lựa chọn bản Tứ Triềng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh để triển khai xây dựng mô hình điểm bản sáng vùng biên năm 2024. Theo đó, đồn sẽ phối hợp và hỗ trợ bản Tứ Triềng tuyên truyền cho người dân triển khai tổng vệ sinh thôn bản, hộ gia đình, vận động triển khai làm các hố rác thải trong từng hộ gia đình, quy hoạch trồng hàng rào cây xanh hai bên đường trên trục đường chính trong bản và khu vực nhà văn hóa, chuyển đổi canh tác trồng lúa nước từ lúa tẻ sang lúa nếp có năng suất cao, tham mưu đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nâng cấp tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đi vào bản, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên trục đường và nơi sinh hoạt công cộng của bà con trong bản, mở lớp học xóa mù chữ, nâng cấp đường vào nhà các ngõ của bản. Việc triển khai mô hình điểm bản sáng vùng biên tại bản Tứ Triềng nhằm xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, từ đó nhân rộng trên khu vực biên giới Yên Khương.